Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 7. Qua ngày sau, Giê-ru-ba-anh tức là Gê-đê-ôn và cả dân sự đồng theo người đều dậy sớm, đi đến đóng trại gần bên suối Ha-rốt. Dinh của Ma-đi-an ở phía bắc về lối nổng Mô-rê trong trũng. Đức Giê-hô-va phán cùng Gê-đê-ôn rằng: đạo binh đi theo ngươi lấy làm đông quá, ta chẳng phó dân Ma-đi-an vào tay nó đâu. E Israel đối cùng ta tự khoe mà rằng: tay tôi đã cứu tôi. Vậy bây giờ hãy truyền lệnh này cho bá tánh nghe: ai là người sợ hãi run rẩy khá trở về khỏi núi Ga-la-át? 2,200 người bèn trở về, còn 10,000 người ở lại. Đức Giê-hô-va phán cùng Gê-đê-ôn rằng: dân hãy còn đông quá, phải biểu chúng xuống nơi mé nước, rồi ta sẽ vì ngươi thử chúng nó tại đó. Hễ kẻ nào ta phán với ngươi rằng nó khá đi với ngươi, thì nó sẽ đi theo ngươi. Còn kẻ nào ta phán cùng ngươi rằng nó chớ đi với ngươi, thì kẻ đó không đi. Vậy người biểu dân sự xuống mé nước. Rồi Đức Giê-hô-va phán cùng Gê-đê-ôn rằng: phàm kẻ nào dùng lưỡi liếm nước như chó, và kẻ nào quỳ gối xuống mà uống, thì ngươi phải để riêng ra. Số người bụm nước trong tay rồi kê miệng liếm là 300, còn lại bao nhiêu đều quỳ gối cúi xuống mà uống. Bây giờ Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Gê-đê-ôn rằng: ta sẽ dùng 300 người đã liếm nước đó mà giải cứu các ngươi, và ta sẽ phó dân Ma-đi-an vào tay ngươi. Còn dân sự khác, ai nấy đều phải trở về nhà mình. Gê-đê-ôn cho cả người Israel ai trở về trại nấy, nhưng giữ lại 300 người kia. Chúng lấy lương thực và cây kèn trong tay, vả dinh Ma-đi-an ở thân dưới người tại trong trũng. Sải trong đêm đó, Đức Giê-hô-va phán cùng Gê-đê-ôn rằng: hãy trỗi dậy đi xuống hãm dinh Ma-đi-an, vì ta đã phó nó vào tay ngươi. Còn nếu ngươi sợ hãm nó, thì hãy đi xuống đó với Phu-ra đầy tớ ngươi. Ngươi sẽ nghe điều chúng nó nói, rồi ngươi sẽ cảm biết rằng mình có sức mạnh mà hãm dinh chúng nó. Vậy Gê-đê-ôn đi xuống cùng Phu-ra đầy tớ mình đến gần nơi lính canh ở đầu dinh. Vả dân Ma-đi-an, dân Amalek và hết thảy người phương đông bủa ra trong trũng đông như cào cào, còn lạc đà của chúng nó thì vô số, khác nào cát nơi bờ biển. Trong lúc Gê-đê-ôn đến, có một người thuật điềm chiêm bao cho bạn mình nghe rằng: này, tôi có một điềm chiêm bao, thấy một cái bánh nhỏ bằng bột lúa mạch lăn vào trại quân Ma-đi-an. Nó lăn đến một trại, đụng làm cho trại ngã, lật ngược trên lộn dưới nên trại bị đánh đổ. Bọn người đáp rằng: đó nào khác hơn là gươm của Gê-đê-ôn con trai Giô-ách người Israel. Đức Chúa Trời đã phó Ma-đi-an và cả trại quân vào tay người. Khi Gê-đê-ôn nghe lời thuật điềm chiêm bao này và sự bàn điềm đó, thì thờ lại Đức Chúa Trời, rồi trở về trại quân Israel mà rằng: hãy trỗi dậy, vì Đức Giê-hô-va đã phó trại quân Ma-đi-an vào tay các ngươi. Đoạn, người chia 300 người làm 3 đội, phát cho mỗi tên những kèn, bình không và đuốc ở trong bình mà dặn rằng: hãy ngó ta và làm y như ta làm. Khi ta đến đầu trại quân, các ngươi sẽ làm theo điều ta làm. Khi ta và những kẻ theo ta thổi kèn, thì các ngươi cũng sẽ thổi kèn ở khắp xung quanh trại quân và reo lên rằng: vì Đức Giê-hô-va và vì Gê-đê-ôn. Gê-đê-ôn và 100 quân theo người đi đến đầu trại quân vào lúc canh ba, hồi mới giao canh. Chúng thổi kèn và đập bể bình mình cầm nơi tay. Bây giờ
ba đội quân thổi kèn và đập bể bình. Tay tả cầm đuốc, tay hữu nắm kèn đặng thổi. Đoạn cất tiếng reo lên rằng: gươm của Đức Giê-hô-va và của Gê-đê-ôn. Chúng đứng vây quanh trại quân, ai cứ chỗ nấy. Cả trại quân bèn vỡ chạy, cất tiếng la và trốn đi. 300 người cứ thổi kèn, và khắp trại quân Đức Giê-hô-va khiến trở gươm của mỗi người, chém lẫn bạn mình. Đạo binh chạy trốn đến Bê-si-ta, về hướng Sê-rê-ra, cho đến bờ cõi A-bên-mê-hô-la gần Ta-bát. Người Israel, tức những người chi phái Nephtali, A-xe và Ma-na-xe, hiệp lại mà đuổi theo dân Ma-đi-an. Bây giờ Gê-đê-ôn sai sứ vào khắp núi Ê-phra-im đặng nói rằng: hãy xuống đón dân Ma-đi-an, chặn đường chúng nó qua sông cho đến Bết-ba-ra và các chỗ cạn của Giô-đanh. Vậy, các người Ê-phra-im hiệp lại, chiếm các bến cho đến Bết-ba-ra cùng những chỗ cạn của Giô-đanh. Chúng cũng bắt được hai quan trưởng của dân Ma-đi-an là Ô-rép và Sê-ép, giết Ô-rép tại nơi hòn đá Ô-rép và Sê-ép tại nơi máy ép rượu Sê-ép. Đoạn, họ đuổi theo dân Ma-đi-an, cùng đem đầu Ô-rép và đầu Sê-ép đến Gê-đê-ôn ở phía bên kia sông Giô-đanh. Chương 8. Người Ê-phra-im bèn nói cùng Gê-đê-ôn rằng: vì sao ông đã đãi chúng tôi như vậy? Khi ông đi giao chiến cùng dân Ma-đi-an, sao không gọi chúng tôi đi với? Chúng cãi cùng người cách dữ dội. Nhưng người đáp cùng chúng rằng: sánh với anh em, tôi há có làm được điều chi? Sự mót nho của Ê-phra-im há chẳng hơn mùa gặt nho của A-bi-ê-xe sao? Đức Chúa Trời đã phó Ô-rép và Sê-ép là hai quan trưởng dân Ma-đi-an vào tay anh em. Đem sánh với anh em, tôi nào có làm được điều gì? Khi người nói lời ấy rồi, cơn giận của chúng bèn nguôi. Gê-đê-ôn đi tới sông Giô-đanh, sang qua cùng 300 người đồng theo mình. Dẫu mệt nhọc, họ cũng cứ rượt theo quân nghịch. Người bèn nói cùng dân Su-cốt rằng: ta xin các ngươi hãy cấp một vài ổ bánh cho dân theo ta, vì chúng mệt nhọc. Ta đang đuổi theo Sê-bách và San-mu-na, hai vua Ma-đi-an. Nhưng các quan trưởng Su-cốt đáp rằng: chớ thì ông đã cầm nơi tay mình cườm tay của Sê-bách và San-mu-na chưa, nên chúng tôi phải cấp bánh cho đạo binh ông. Gê-đê-ôn la lên rằng: thế thì khi Đức Giê-hô-va đã phó Sê-bách và San-mu-na vào tay ta, ta sẽ lấy chông đồng vắng và nhánh gai mà đánh thịt các ngươi. Từ đó người đi lên đến Phê-nu-ên và cũng nói một cách ấy với dân Phê-nu-ên. Dân Phê-nu-ên đáp cùng người y như dân Su-cốt đã đáp. Vậy người cũng nói với dân Phê-nu-ên rằng: khi ta trở về bình an, ắt sẽ phá hủy cái tháp này. Sê-bách và San-mu-na ở tại Cạc Cô với quân binh mình, số chừng 15.000 người, là kẻ còn sót lại trong đạo binh của các người phương Đông, vì 120.000 người có tài cầm gươm đã bị giết. Gê-đê-ôn đi lên theo đường của những dân ở dưới trại, tại hướng đông Nô-bách và Dô-bê-ha, đánh bại đạo binh vẫn tưởng rằng mình bình an vô sự. Khi Sê-bách và San-mu-na chạy trốn, người đuổi theo bắt được hai vua Ma-đi-an là Sê-bách và San-mu-na và đánh cả đạo binh vỡ chạy. Đoạn Gê-đê-ôn con trai Giô-ách ở trận trở về qua dốc Hê-rê, bắt một đứa trai trẻ ở Su-cốt tra hỏi nó, rồi nó viết khai tên những quan trưởng và trưởng lão của Su-cốt, số được 77 người. Kế đó, người đến cùng dân Su-cốt mà nói rằng: này, Sê-bách và San-mu-na mà các ngươi đã mắng ta rằng, chớ thì ông đã cầm cườm tay Sê-bách và San-mu-na nơi tay mình chưa, nên chúng tôi phải cấp bánh cho dân mệt nhọc của ông. Vậy, người bắt các trưởng lão của thành, lấy chông gai nơi đồng vắng mà đánh phạt những người Su-cốt, cũng phá hủy tháp Phê-nu-ên và giết những người của thành ấy. Đoạn, người nói cùng Sê-bách và San-mu-na rằng: các người kia mà hai người đã giết tại Tha-bô là làm sao? Hai vua đáp: chúng nó cũng như ngươi,
mỗi người đều có hình vóc như một hoàng tử. Người tiếp, ấy là anh em ta, con của mẹ ta. Quả thật, ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống mà thề, nếu hai ngươi đã để anh em ta sống, thì nay ta không giết hai ngươi. Đoạn, Gideon nói cùng Giê-the, con đầu lòng mình mà rằng, hãy trỗi dậy giết họ đi. Nhưng người trẻ chẳng rút gươm ra vì sợ, người vẫn còn thiếu niên. Sê-bách và Sanmuna nói, chính ngươi hãy trỗi dậy đánh chúng ta đi, vì hễ người thế nào thì sức thể ấy. Gideon bèn trỗi dậy giết Sê-bách và Sanmuna. Đoạn lấy đồ trang sức hình như trăng lưỡi liềm ở nơi cổ lạc đà của hai vua. Bấy giờ những người Israel nói cùng Gideon rằng, xin ông, con trai và cháu ông hãy quản trị chúng tôi, vì ông đã giải cứu chúng tôi khỏi tay dân Madian. Nhưng Gideon đáp cùng chúng rằng, ta chẳng quản trị các ngươi, con trai ta cũng không quản trị các ngươi đâu. Đức Giê-hô-va sẽ quản trị các ngươi. Đoạn, Gideon nói cùng chúng rằng, ta chỉ xin các ngươi một điều này, là mỗi người trong các ngươi phải giao cho ta những vòng mình đã đoạt lấy. Vả, quân nghịch có những vòng vàng, vì chúng nó vốn là dân Ích-ma-ên. Chúng đáp, chúng tôi sẵn lòng giao cho ông. Họ trải một áo tơi ra, rồi hết thảy đều ném vào đó những vòng của mình đã đoạt lấy. Những vòng vàng mà Gideon đã xin cân được 1.700 siết lơ vàng, không kể những đồ trang sức hình như trăng lưỡi liềm, hoa tai và áo sắc điều của vua Madian thường mặc, cùng những kiềng nơi cổ lạc đà. Gideon lấy vật đó làm một cái ephod để trong thành mình tại Ophra. Cả Israel đều cúng thờ cái ephod đó. Nó trở thành một cái bẫy cho Gideon và cả nhà người. Dân Madian bị phục trước mặt dân Israel, chẳng cất đầu lên được nữa. Nên trong đời Gideon xứ được hòa bình trọn 40 năm. Jerubaal con trai Joash trở về và ở trong nhà mình. Vả, Gideon sinh được 70 con trai vì người có nhiều vợ. Vợ lẽ người ở tại Sichem cũng sinh cho người một con trai đặt tên là Abimelech. Đoạn Gideon con trai Joash qua đời, tuổi tác đã cao, được chôn trong mã của Joash cha người tại Ophra là thành dân Abiezerit. Sau khi Gideon qua đời, dân Israel trở lại hành dâm cùng các Ba-an và chọn Ba-an Berit làm thần. Như vậy, dân Israel không nhớ đến Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình là đấng đã giải cứu họ khỏi tay các kẻ thù nghịch ở chung quanh, và cũng không có lòng thảo chuốc nào với nhà Giê-ru-ba-an là Gideon về các ơn mà người đã làm cho Israel. Thi Thiên 81. Hãy hát reo cho Đức Chúa Trời là sức lực chúng ta. Hãy cất tiếng la vui vẻ cho Đức Chúa Trời của Gia-cốp. Hãy hát sướng và nổi tiếng trống cơm, đờn cầm êm dịu với đờn sắt. Hãy thổi kèn khi trăng non, lúc trăng rằm và nhằm các ngày lễ chúng ta. Vì ấy là một luật cho Israel, một lệ do Đức Chúa Trời của Gia-cốp. Ngài lập điều ấy làm chứng cớ nơi Joseph, lúc Ngài ra đánh xứ Ai-cập, là nơi tôi nghe một thứ tiếng tôi chẳng hiểu. Ta đã cất gánh nặng khỏi vai người, tay người được buông khỏi cái giỏ. Trong cơn gian truân, ngươi kêu cầu, ta bèn giải cứu ngươi. Đáp lại ngươi từ nơi kín đáo của sấm sét, và cũng thử thách ngươi nơi nước Meriba. Hỡi dân sự ta, hãy nghe, ta sẽ làm chứng cho ngươi. Ở Israel, chớ chi ngươi khứng nghe ta. Giữa ngươi chẳng nên có thần lạ nào, ngươi cũng chẳng nên thờ lại thần kẻ ngoại. Ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi, đấng đã đem ngươi lên khỏi xứ Ai-cập. Hãy hả hoác miệng ngươi ra, thì ta sẽ làm đầy dẫy nó. Nhưng dân sự ta không khứng nghe tiếng ta, Israel không muốn vâng theo ta. Vì vậy, ta buông chúng nó đi theo sự cứng lòng chúng nó, để chúng nó đi theo mưu kế riêng chúng nó. Ôi, chớ chi dân ta khứng nghe ta, chớ chi Israel chịu đi trong đường lối ta, thì chẳng bao lâu ta bắt suy phục các thù nghịch chúng nó, trở tay ta nghịch những cừu địch chúng nó. Những kẻ ghen ghét Đức Giê-hô-va ắt sẽ suy phục Ngài, song dân ta sẽ còn đến đời đời. Ta sẽ lấy màu mỡ ngũ cốc mà nuôi họ,
và làm cho ngươi được no nê bằng mật ong nơi hòn đá. Chương 18. Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta như vậy: các ngươi dùng câu tục ngữ này về đất Israel rằng: cha ăn trái nho chua mà con ghê răng. Câu đó có nghĩa gì? Chúa Giê-hô-va phán: thật như ta hằng sống, các ngươi sẽ không cần dùng câu tục ngữ ấy trong Israel nữa. Này, mọi linh hồn đều thuộc về ta, linh hồn của cha cũng như linh hồn của con đều thuộc về ta. Linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết. Nếu người nào là công bình, làm theo luật pháp và hiệp với lẽ thật, không ăn trên núi, không ngước mắt trông các thần tượng của nhà Israel, không làm nhục vợ kẻ lân cận mình, không lại gần đàn bà đang có kinh nguyệt, người mà không làm hại ai, trả của cầm lại cho kẻ mắc nợ, không cướp vật gì của ai, ban bánh cho kẻ đói, mặc áo cho kẻ trần truồng, không cho vay mà ăn lời, không lấy thêm, rút tay lại khỏi sự gian ác, theo lẽ thật mà xét đoán trong người này với người khác, noi theo luật lệ ta và vâng giữ mạng lệnh ta, ăn ở cách thật thà, thì người ấy là người công bình, chắc thật người sẽ sống. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Nếu người đã sinh con là trộm cướp, làm đổ máu, làm điều nào trong những điều ác đã nói trên kia, chẳng làm điều nào trong những điều thiện đã nói trên kia, nhưng đã ăn trên núi, làm nhục vợ kẻ lân cận mình, làm hại kẻ nghèo nàn thiếu thốn, cướp vật gì của ai và không trả của cầm, ngước mắt trông các thần tượng và phạm sự gớm ghiếc, cho vay ăn lời và lấy thêm, thì đứa con đó sẽ sống không? Không, nó sẽ không sống, vì nó đã phạm mọi sự gớm ghiếc ấy. Chắc thật nó sẽ chết và máu nó sẽ ở trên nó. Nhưng nếu người ấy sinh con trai, con thấy mọi sự tội cha mình đã phạm thì lo sợ, không làm điều chi giống như vậy hết. Nếu con ấy không ăn trên núi, nếu nó không ngước mắt trông thần tượng của nhà Israel, nếu nó không làm nhục vợ kẻ lân cận mình, nếu nó không làm hại ai, nếu nó không lấy của cầm và không cướp vật gì của ai, nhưng nó ban bánh cho kẻ đói và mặc áo cho kẻ trần truồng, rút tay lại khỏi hại kẻ nghèo, không đòi lời lãi và lấy thêm, vâng giữ mạng lệnh ta và noi theo luật lệ ta, thì đứa con ấy sẽ không chết vì sự gian ác cha nó, mà chắc nó sẽ sống. Còn như cha nó đã dùng sự hung bạo ức hiếp và phạm sự trộm cướp đối với anh em mình, đã làm điều không lành giữa dân sự mình, này chính nó sẽ chết trong sự gian ác mình. Các ngươi còn nói rằng: làm sao đứa con không mang sự gian ác của cha nó? Ấy là đứa con đã làm theo luật pháp và hiệp với lẽ thật. Ấy là nó đã giữ hết thảy luật lệ ta và làm theo. Chắc thật nó sẽ sống. Linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết. Con sẽ không mang sự gian ác của cha, và cha không mang sự gian ác của con. Sự công bình của người công bình sẽ được kể cho mình, sự giữ của kẻ giữ sẽ chất trên mình. Xong, nếu kẻ giữ xây bỏ hết thảy tội mình đã phạm, nếu nó giữ mọi luật lệ ta, và nếu nó làm theo luật pháp và hiệp với lẽ thật, chắc thật nó sẽ sống và không chết đâu. Không có một tội nào nó đã phạm sẽ bị nhớ lại nghịch cùng nó. Nó sẽ sống vì cớ sự công bình nó đã làm. Chúa Giê-hô-va phán rằng: ta há có vui chút nào về sự chết của kẻ giữ sao? Há chẳng thà vui về sự nó xây bỏ đường lối mình và nó sống sao? Nhưng nếu kẻ công bình xây bỏ sự công bình của mình, nếu nó phạm sự gian ác, nếu nó bắt chước mọi sự gớm ghiếc mà kẻ giữ tự làm, thì nó sẽ sống không? Không có một việc công bình nào nó đã làm sẽ được nhớ lại, vì cớ sự phạm pháp mà nó đã làm và tội lỗi nó đã phạm, nên nó sẽ chết trong đó. Các ngươi lại nói rằng: đường lối của Chúa là không bằng phẳng. Vậy hỡi nhà Israel hãy nghe: đường lối của ta há không bằng phẳng sao?
há chẳng phải đường lối của các ngươi là không bằng phẳng sao? Nếu kẻ công bình xây bỏ sự công bình mình, nếu nó phạm sự gian ác, và nếu nó vì cớ ấy mà chết, ấy là vì tội ác nó đã phạm mà nó chết. Nếu kẻ giữ xây bỏ sự giữ mình đã phạm, nếu nó làm theo luật pháp và hiệp với lẽ thật, thì nó sẽ cứu linh hồn mình cho được sống. Vì nó suy xét và xây bỏ mọi sự phạm pháp mình đã làm, chắc thật nó sẽ sống và không chết đâu. Nhưng mà nhà Israel nói rằng đường lối của Chúa là không bằng phẳng. Hỡi nhà Israel, có phải là đường lối của ta không bằng phẳng sao? Há chẳng phải đường lối của các ngươi là không bằng phẳng sao? Vậy nên Chúa Giê-hô-va phán rằng, hỡi nhà Israel, ta sẽ đoán xét các ngươi, mỗi người theo việc làm của nó. Hãy trở lại và xây bỏ mọi sự phạm pháp của các ngươi. Vậy thì sự gian ác không trở nên cớ hư nát cho các ngươi. Hãy liệng xa các ngươi mọi sự phạm pháp mà tự mình đã làm. Hãy làm cho mình lòng mới và thần mới. Vì, hỡi nhà Israel, làm sao mà các ngươi muốn chết? Chúa Giê-hô-va phán rằng, thật vậy, ta không vui đâu về sự chết của kẻ phải chết. Vậy, các ngươi hãy xây lại mà được sống. Chương 19. Vậy, ngươi hãy đọc bài ca thương về các quan trưởng Israel mà rằng, mẹ ngươi xưa kia là thế nào? Là sư tử cái nằm giữa những sư tử đực, nuôi nấng con nó giữa những sư tử con. Nuôi nấng một con trong các con nó, trở nên một sư tử tơ, tập bắt mồi và nuốt người ta. Các dân nghe tiếng về nó. Nó bị bắt trong hầm, sau khi đã đặt móc nơi hàm. Các nước điệu nó sang đất Ai Cập. Khi sư tử cái đợi chờ đã lâu, và sự trông cậy mình đã mất, bèn lấy một con khác và nuôi nên một sư tử tơ. Nó đi lại giữa những sư tử, trở nên một sư tử tơ, tập bắt mồi và nuốt người ta. Nó biết cung đền chúng nó và hủy phá các thành. Đất này cùng mọi vật trong nó đều bị hoang vu vì tiếng gầm của nó. Các nước ở mọi miền chung quanh bày hàng ra nghịch cùng nó, bủa lưới trên nó bị bắt trong hầm. Lấy móc móc hàm và nhốt nó vào củi, rồi điệu đến nơi vua nước Babylon, dắt nó vào nơi đồn lũy, hầu cho tiếng nó không vang ra nữa trên núi Israel. Mẹ ngươi như một cây nho, trong máu ngươi trồng nơi mé nước, triệu những trái và nhành nhờ có nhiều nước. Nó mang những nhành mạnh mẽ, trở nên gậy của kẻ cai trị. Thân nó cao quá các nhành sum sê, làm cho thấy được vì nó cao và vì nó có nhiều nhánh. Nhưng nó đã bị nhổ bởi cơn giận và bị quăng nơi đất. Gió đông đã làm khô trái nó, những nhánh mạnh mẽ của nó đã bị bẻ ra và khô, lửa đã nuốt nó đi. Bây giờ nó bị trồng nơi đồng vắng, trong đất khô và khát. Lửa đã ra từ các nhành của nó và đã nuốt trái nó, đến nỗi không còn có nhành mạnh mẽ nữa để làm gậy mà cai trị. Ấy là bài ca thương, về sau sẽ lấy làm bài ca thương. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu,
ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng, và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.